Từ một hộ nghèo cuộc sống muôn vàn khó khăn, đến câu chuyện người lính khi mãn hạn quân trường về quê Nam Sách, tỉnh Hải Dương bắt tay làm kinh tế trang trại nông thôn. Sự thành công của mô hình rau sạch, hoa tươi đem lại nguồn thu cả tỷ đồng mỗi năm là minh chứng điển hình cho cách làm kinh tế thành công thời kỳ đổi mới. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Như Tuấn ở xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, làm giàu từ cây hoa thiên lý và các loài hoa mới lạ. Với 30 năm gắn bó với cây hoa thiên lý, ông Tuấn được mệnh danh là một lão làng trong nghề trồng và kinh doanh hoa thiên lý, bởi mặt hàng rau cao cấp này có thể đem lại nguồn thu nhập cho gia đình ông trung bình từ 25 đến 30 triệu đồng một sào một năm. Từ vài sào ruộng, đến giờ ông đã sở hữu gần 5 hectare đất dùng để trồng thiên lý, sản xuất cây giống và các loại hoa cao cấp. Gia đình tôi thâm canh là hiện tại là 15 mẫu rồi ở 3 hectare, trên 5 hectare. Thì tôi mùa cây thiên lý là cây mùa hè, cho nên là nó chỉ dùng dân công vào mùa hè, từ tháng 4 bắt đầu, khi bắt đầu sang hè và kết thúc, hoa thiên lý sẽ kết thúc vào cuối thu, là rơi vào 5 tháng. Thì còn sau khi đó là nhà tôi là chuyên sản xuất là thâm canh là hoa cúc, hoa hồng, hoa cát tường, phục vụ là đến qua Thanh Minh. Là bắt đầu tháng 3 là hết, bắt đầu nắng nóng chúng tôi quay lại làm thiên lý. Không chỉ trồng hoa trong vườn nhà, người dân nơi đây còn đưa cây thiên lý trồng ở ngoài ruộng. Ở đây, ngày nào cũng tấp nập người thu hái và cả những người mua hoa. Thì thu hái buổi sáng ra, chiều tôi mới giao đi các nơi. Bông hoa nó phải như thế này thì mới là đủ tiêu chuẩn thị trường người ta đáp ứng. Chúng hoa đã lở rồi, ăn không được ngon, không được xanh. Bông hoa hoàn toàn phải bắt đầu lụ to như thế này thì ta hái. Cho nên là cái thu hái thiên lý này là hầu như là ngày nào nhà tôi cũng phải thu hái. Hoa lở là không đáp ứng được thị trường. Vốn dĩ hoa thiên lý luôn nằm trên gian, cây lại hiếm khi bị sâu bệnh hại, nên hầu như người trồng không phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật để phun. Nông dân mở rộng trồng loại cây này cũng bởi thiên lý rất dễ trồng, dễ chọn địa điểm để làm gian. Cây hoa của tôi là tôi bón bằng phân hữu cơ, phân hóa học không được rất ít, chỉ bón nốt ban đầu thôi, để thúc được cây phát triển nhanh thôi. Chứ còn đã vào thu hoạch là chúng tôi bón hoàn toàn là phân hữu cơ mới là nước lã không. Cho nên cây hoa của tôi hiện tại bây giờ rất xanh và không có một tí sâu bệnh nào. Theo ông Tuấn, thiên lý là cây ưa ẩm, ưa sáng, chịu rét kém, nhiệt độ không khí dưới 10 độ C, cây sẽ không phát triển. Nhiệt độ thích hợp từ 20 đến 35 độ C, vì thế chân đất lúa sẽ rất thuận tiện để trồng thiên lý. Cái thiên lý rất cần ánh sáng, đấy là một. Hai nữa, chân lúa rất sạch. Có thể mà ba nữa là có thể khả năng là luân canh được mấy cây lúa nước. Có thể đấy, dòng 3 năm, 4 năm tôi sẽ nhổ bỏ, tôi cấy một vụ, sau khi đó ta lại dòng lại thì đất rất tốt và đẹp. Mỗi cái là chân ruộng thì là chân cây lúa nước này đấy, thì là nó phải tiện canh tiện cư, khuya đúng quy hoạch thiếu nước là vào. Thì là hai nữa là ngoài cánh đồng, ngoài ruộng lúa nước này thì có khi nó ngập úng, một hệ thống tiêu tốt. Riêng cây thiên lý cũng như các loại rau màu khác là phải thoát nước. Trước đây, cây thiên lý chỉ được gia đình ông trồng tại một góc ở khu vườn trước nhà. Hoa ra đến đâu được thu hái ngay, loại rau này phục vụ 4-5 miệng ăn còn thiếu, nói gì đến bán ra chợ lấy tiền. Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Tuấn luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế gia đình từ nông nghiệp. Tận dụng lợi thế của quê hương đất đai màu mỡ, ban đầu ông Tuấn mạnh dạn trồng một số loại hoa cắt cành. Sau đó, ông thấy nhu cầu cao từ thị trường đối với hoa thiên lý dùng để làm thực phẩm trong các bữa ăn vì loài hoa này giàu dinh dưỡng. Và rồi, ông quyết định mang cây đặc sản vốn chỉ trồng ở một góc vườn ra ngoài ruộng sản xuất hàng hóa. Hơn 30 năm trước, tư duy thị trường và sản xuất hàng hóa đã hình thành trong suy nghĩ của người nông dân ấy. Thăm dò thị trường 4 năm tỉnh phía Bắc này, thế thị trường rất là cần hoa thiên lý, cần người ta không đủ đáp ứng thì tôi mới dòng lớn lên. Thì anh em bà con hàng xóm quanh tôi cũng dòng nhiều lên. Bây giờ cả cánh đồng này dòng khoảng cỡ 5-7-10 mẫu. Thế nhưng mà đến bây giờ thị trường tiêu thụ rất vẫn tốt. Khi kinh tế xã hội phát triển,
nhà nhà đều ý thức đến sức khỏe, mọi người tìm kiếm rau sạch để ăn. Bởi rau sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp người tiêu dùng phòng chống bệnh tật. Với suy nghĩ đó, ông Tuấn nhận thấy không có loại rau nào tốt và an toàn bằng hoa thiên lý. Vậy là ông Tuấn quyết định phát triển mở rộng quy mô trồng hoa thiên lý và nhiều loại hoa khác theo nhu cầu của thị trường. Góp nhặt toàn bộ số vốn của gia đình, ông thuê ruộng để trồng trọt. Điều duy nhất khiến ông tự tin đưa các loại cây rau này ra chân ruộng cây lúa để sản xuất lớn là bởi ông đã quá đỗi kinh nghiệm với chúng. Vốn thì tôi thì một tự có, hai nữa vay ngân hàng về đầu tư cái này thì tôi cảm thấy là nó lãi nhanh, thật mà nói là hoàn vốn nhanh, trong có thể nửa năm nó có thể đã hoàn vốn rồi. Với vốn kinh nghiệm trồng cây thiên lý khá dày dặn, ông liên tiếp đạt được thành công để bán được 5 đến 7 triệu đồng từ những giàn hoa thiên lý. Mỗi ngày, ông Tuấn cũng phải thường xuyên cập nhật những thông tin từ các đơn vị khuyến nông, tham khảo các phương pháp chăm bón rau theo mô hình tiên tiến, kỹ thuật mới. Theo ông Tuấn, làm giàn với chiều cao hợp lý sẽ giúp bà con thu hái thuận tiện, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Cùng với đó, để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm đất, toàn bộ các luống trồng thiên lý, ông Tuấn đều che phủ bằng màng phủ nông nghiệp. Cách làm này giúp ông hạn chế được rất nhiều công lao động và giúp cây phát triển được lâu năm hơn. Phủ màng phủ ni lông, màng phủ nông nghiệp, hai bên thì là nó che được tất cả đất. Không có màng phủ ni lông là nó mưa nhiều một vài trận là nó sẽ rẽ đất, không không khí, không có oxy cho cây thì là nó chậm phát triển, cây sẽ bị bó rễ, bị rồng. Cho nên tôi dạy võng này, tôi rồng 3, 5 năm cây của tôi vẫn đẹp. Nhưng mà tôi rồng, nếu một cây không phủ màng phủ ni lông này, thì rồng 1 năm đến năm thứ 2 có thể là cây đã kém, đã chậm phát triển, có thể là hỏng, bị chết. Theo ông Tuấn, để có được nhiều hoa trên giàn, hoa to, chất lượng tốt, thì người trồng cần quan tâm bổ sung ngay từ đầu năm một lượng phân chuồng mục từ 5 đến 7kg một hốc, kèm theo các chất tạo xốp như mùn mục, chấu hun, rơm kết hợp với một lượng NPK từ 0,2 đến 0,3kg một hốc, phủ quanh gốc rồi đổ đất che phủ. Phân bón thường được ông Tuấn ủ hoài mục trước 3 đến 4 tháng, bao gồm các loại như phân gà, cám gạo, cám ngô, đỗ tương nghiền ủ cùng chế phẩm Chicho De Ma. Nhờ đó vừa giảm được phân vô cơ, tránh ngộ độc dinh dưỡng, vừa hạn chế sâu bệnh cho cây. Như thế này một xào tôi bón như thế này là một xào như một xào bắc bộ. Như tôi bón như thế này là tôi bón vào khoảng cỡ 43 phân gà đến 53 phân gà và một tạ đến một tạ tư hoặc tạ rưỡi đỗ tương. Chỉ với 3 triệu thì chúng tôi giảm được rất nhiều là thuốc sâu, thuốc bệnh. Không chỉ là một trong số nhiều nông hộ trồng hoa lớn của Hải Dương, ông Tuấn còn là nông hộ đi đầu trong việc nhân giống các giống cây trồng mới và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Tôi trồng hoa là một loại hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa mẫu đơn, hoa hồng, hoa cát tường. Một năm tôi trồng những khoảng cỡ 50 vạn, 60 vạn cây con. Nhưng đến bây giờ là tôi tự làm giống lấy, phục vụ bà con giống, các loại hoa giống hoa. Ở thị trường như Hải Dương chúng tôi đây là nhập hỏi lội về rất nhiều. Thế trong khi đó là tôi thấy là mình đất thì sẵn dân công thì nhiều mà mình không đáp ứng nhu cầu thị trường ở địa bàn mình, ở địa phương mình. Việc gì lại là của Hà Nội phải đưa về nữa. Thế nên tôi làm phục vụ, nói chung tôi phục vụ không đủ, phục vụ được tất cả mọi thị trường ấy, nhưng mà cũng đáp ứng một phần nào cho bà con tại địa bàn Hải Dương mình đây. Mặc dù có kinh nghiệm trồng hoa mấy chục năm, nhưng khi đưa giống hoa mới về trồng, ông Tuấn phải mày mò, tham khảo khắp nơi. Cho nên tôi cũng bị vấp ngã nhiều lắm, chứ nếu mà nói về giống các loại hoa mùa hè này, tôi mất nhiều tiền lắm, nhiều công sức lắm. Năm ngoái tôi trồng 4 xào hoa cúc, đầu tư hết 60 triệu, mất trắng. Năm kia tôi trồng 4 xào đấy, tôi cũng trồng 4 xào đấy, mất 60 triệu, mất trắng, không đồng nào. Nó hỏng, nó chết là do là cháy lá, vì mưa, vì nóng. Nhưng mà đấy là vì mình vẫn chưa có nghiệm, tôi lại lên Hà Nội nên lẳng đăm tôi học người ta. Thế nhưng mà mùa hè người ta làm là vẫn phải là che nước mưa, bón phân hữu cơ thì mới sống được. Năm nay tôi trồng khoảng 15 vạn cây cúc giống, hiện tại đã xuống rồi. Tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 Yagi đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Hải Dương đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, trụ sở, kho tàng, trường học, nhà dân và công trình đê điều, thủy lợi, thiệt hại kinh tế hơn 1.500 tỷ đồng. Trang trại của gia đình ông Tuấn cũng không tránh khỏi thiệt hại.
bão số 3 làm khoảng 2 mẫu thiên lý và cây hoa của ông bị ngập, đổ gãy, dập nát, khoảng 5.000m2 nhà màng, nhà lưới bị hư hỏng. Thế nhưng, thiệt hại lớn về kinh tế cũng không làm sờn lòng người đàn ông ấy. Điều đó lại càng khiến ý chí vươn lên làm lại từ đầu của lão nông Nguyễn Như Tuấn trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Đến bây giờ mà nói cả cuộc đời gắn ngó với nông nghiệp rồi, nói chung là mình làm thì hỏng xong tôi lại cho lại dân công lại cuốc lại làm lại ngay, đến bây giờ lại làm lại ngay. Rồng lại tôi rồng năm nay tôi dự kiến tôi rồng vụ đông này tôi rồng khoảng 40 vạn 50 vạn cây cúc. Rồng hiện tại tôi mới qua tôi mới phá đi tôi lại cuốc lên tôi lại cho máy vào làm. Tôi rồng 3-4 vạn cây cát tường phục vụ vào Tết Nguyên đán này. Mấy yếu tố tôi đủ tôi khẳng định thành công. Một là gì? Thời tiết đến bây giờ là miền Bắc mình nếu trồng những cây rau màu là có gió bắc là bắt đầu là trồng cây là thuận lợi là một. Hai nữa là chúng tôi chuẩn bị khi tôi chuẩn bị đất của tôi chuẩn bị đất sạch, phân tôi chuẩn bị phân mục, giống chuẩn bị tốt. Thế là yếu tố tăng lợi tới 90%, gần như 90%. Thế còn mỗi câu chăm sóc nữa thì là mình chú ý vào nữa là thành công. Thế cho nên là tôi trồng hoa Tết thì 10 năm hoặc mấy chục năm nay trồng hoa Tết là gần như là bao lộng chúng của Tết. Để đảm bảo chất lượng hoa tươi sạch, ngoài việc đảm bảo thu hoạch đúng thời điểm thì trước khi xuất bán, ông Tuấn còn thực hiện thêm một công đoạn hong khô, làm mát hoa. Vì vậy, từ 3 năm qua, ông đã đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng một kho bảo quản đạt tiêu chuẩn. Ê, gia đình của tôi thì vừa rồi là tôi làm kho lạnh, đầu tư kho lạnh khoảng hơn 30 khối. Thì là mất khoảng già 100 triệu. Thì kho này của tôi là kho làm mát thôi. Thì bây giờ tôi khi tôi thu hái về tôi quạt mát, quạt cho khô hoa đi và tôi đổ vào kho làm mát khoảng làm mát tôi đặt từ 3 đến 5 độ. Xong đó mới tôi đóng vào một hộp xốp hoặc là gần thì đóng vào những bao tải, bao dứa, bao thoáng. Tôi chuyển đi thì là đến nơi người ta tiêu dùng thì là người ta vẫn đảm bảo chất lượng rất là tốt. Đến nay, sản phẩm hoa thiên lý an toàn của gia đình ông chỉ bán buôn chứ không bán lẻ. Không chỉ cung cấp cho thủ đô Hà Nội mà sản phẩm còn vươn xa đến khắp các tỉnh thành phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Từ nghề trồng hoa thiên lý, mỗi năm gia đình ông có thể thu nhập tới hàng trăm triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tuấn còn tạo việc làm và giúp đỡ các hội viên nông dân phát triển kinh tế. Nhà tôi trung bình dân công là 10 đến 12 người dân công làm quanh năm. Thì là với hai vợ chồng tôi nữa là mà khoảng cỡ 13-14 công nhân là hoạt động quanh năm khép kín. Thế thì rơi vào 7-8-9 triệu một tháng. Nói chung ổn định cho khoảng 10-12 lao động quanh năm. Bình thường đều thì một năm kiếm được, thôi gia đình cũng kiếm được tỷ dưới, tỷ trên, ví dụ thế. Tôi cũng muốn xây dựng một cái hoa thiên lý thương hiệu là hoa thiên lý đoàn kết. Thì tôi thường hợp tác xã đấy, tôi ý tưởng của tôi là rất mong muốn là các doanh nghiệp, các mọi người cùng liên kết lại xây dựng một hoa thiên lý, làm một sản phẩm rau thật sạch, chất lượng cao, phục vụ bà con. Nhà tôi thì tôi trồng 2 mẫu thiên lý. Thì tôi có qua chỗ nhà ông Tuấn, tôi mua cây giống thiên lý của nhà ông Tuấn. Và cũng ông ấy cũng chuyển giao công nghệ cho chúng tôi là từ khâu làm đất lẫn chăm bón và ông cũng là thu mua hoa thiên lý của chúng tôi. Trong quá trình làm trong 1-2 năm vừa qua thì cứ mỗi một mẫu thì tôi tính là một sào là tổng thu nhập và trừ chi phí đi được khoảng 10 triệu một sào. Thế là một mẫu là được 100 triệu, hai mẫu là có 200. Thế và vừa rồi anh dự cái hội nghị là sản xuất giỏi do huyện Nam Sách tổ chức và cũng được tặng giấy khen của đồng chí của Ủy ban dân huyện Nam Sách về động viên và khuyến khích của những hộ gia đình phát triển kinh tế, làm giàu trên châu quê hương. Từ hiệu quả đạt được nhờ trồng hoa thiên lý và các giống hoa mới lạ, ông Nguyễn Như Tuấn mong muốn tạo thành thương hiệu nông sản sạch để đầu ra luôn ổn định và có thể xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.